Giờ sao? Giờ sao? Cá cá sao? Cắn cái này Cắn sao? bể cái cần cua này. Ừ. Lụm 200 ngàn. Rồi có 200 luôn. Chưa cắn mà sao lấy tiền? Cắn đi. Để xuống nó đi. Rồi để xuống Ừ. luôn. Này 200 ngàn, Vô cắn à. cắn cắn bể cái gạch này nha, khúc này nha. Ừ, quất luôn hết càng À, luôn. ừ. Đó. Chuyện nhỏ. 200 ngàn luôn. Ừ, để đó nè, ta cắn bể là giật chạy không được à. Ừ. Chơi kiểu đó là không được à, Ừ. không? Ừ. Thôi. Chuyện này bình thường. Tên thì dễ cắn rồi, dễ bể rồi, còn có cái bự kìa. Bạn cứ yên tâm. Ừ. Quý này chị nhậu hết. Ăn cua mà có tiền nữa ta. À, thấy răng răng ghê không? Khúc Thiệt đó nha. mềm, khúc trên mới cứng. À, chuyện nhỏ, ở yên tâm, chuyện nhỏ. À, cắn ghê chưa? Thì khúc đó nó mềm, khúc Chị trên nó yên mới tâm cứng. đấy mà. Cảnh cảnh nè, Ừ. vô nè. Vô ăn như là. Thấy chưa? Lấy cành cua chưa? Ha, Ừ. mình cắn Rồi, nè. cắn bể thì lấy 200 ngàn. Ok. Ừ. Ơi, cái chuyện 200 ngàn là chuyện bình thường. Chuyện 200 ngàn là chuyện bình thường quá. Tại lấy giỡn giỡn chơi lấy 200.